Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trao lô trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký về lái xe cơ giới phát triển. Hôm nay là ngày 27 tháng 11, em xin giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đĩa của hãng Tepcam với model của nó là CD160. Lâu lắm em mới về model này. Ở model này thì sản xuất khoảng năm 2007. Đấy, nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 10,4 cm và chiều sâu của nó 30 cm, nó nặng là 4 kg. Mã đọc của chiếc đồ này thì chúng mắt đọc có Sanyo, dễ thay thế và không kén đĩa, và nó có đồng hồ quát màu vàng rất là đẹp và sang trọng. Đấy. Và thêm đó chức năng chỉnh nhạc nhanh chậm này chỉ có dùng khiển mới sử dụng được thôi, chứ hiện tại phím không sử dụng được. Thế vậy em bỏ cái chức năng này, em chỉ test chức năng đọc tút SD thôi. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đồng hồ quát hiển thị rất là đẹp, màu vàng và ít có, và đây có vết xước này. Đấy. Còn lại thì mặt tiền khá là đẹp. Đấy. Phần cạnh trên này thì có chữ chảy. Đấy. Lắp lưng khá đẹp, lắp lưng là xi dán thì rất là đẹp. Bên này vậy. Đấy. Đây. Model của nó là CD160, điện 100V, công suất là 9W. CD máy của nó là 0188367, được sản xuất tại Trung Quốc, made in China, xuất từ thị trường Nhật. Thế trước này có một đường alux ra và một đường cọc cua xoăn ra để cho các bác kết nối thì bên ngoài. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản. Mặt đập cũng zin thang máy luôn. Ngồi vẫn còn rất đẹp. Nam châm khử từ đây. Năm mới. Rồi. Và ra đây em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc này để cho bác được thưởng thức ạ. Đầu đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một cái CD sao chép với Polo để các bác được thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa. Và giá của chiếc đồ này em bán với giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho Lào chuyển đổi tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23269, nằm ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Rồi các bạn đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Mày đang dấu chân cho đường đi bước ngõ.
thương để nhớ tiếng yêu đương anh ở tối từ đường hành quân nắng cháy vào người cười vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bảy nhân gian để đêm khói ôm tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mày thường khi vào tối nhớ thương mày nhớ cả tình yêu ơi đến nữa mà chi tình yêu ơi đến nữa làm gì tôi sợ rồi một ngày nào đó tình đến rồi tình vụt bay đi chẳng tiếc gì rồi bỏ lại trong tôi nhịp bước vơ vơ mà tình yêu chợt đến nào ngờ sợ tình thêm một lần dãn dở lòng con buồn mãi đâu dám mơ mơ trong đời khi nghe người nếu đêm với tôi xin yêu tôi xin yêu tôi bằng cả tình người nhiều đêm trong mơ sóng gió lại về xin một ngày đẹp mãi tình đến rồi đừng tựa chiếm bao rồi vẫy chào mình đã cho nhau lời thương lời nhớ nguyện cầu mai sau tròn kiếp yêu nhau
lo tung tăng nắng mái chăn hò. Ôi họ ơi, họ ơi, họ ơi, anh mời em ghé thăm chốn đây một lần. Mời mời em về quê anh, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mình đậm tình quê hương. Mời em đến thăm quê anh dù tin vui rộn ràng, tiếng hò lơ ngày vui gặp hai rền vang. Đẹp áo bà ta tránh xa, bạn ta dịu dàng nhân lúa thơm ngã thứ hai mùa. Ôi họ ơi, họ ơi, họ ơi, vui là vui, bước ai chịu nắng đường về. Nhịp nhàng khoan họ khoan khoan, gánh lúa nhanh về làng. Những đêm trời sang nhịp chạy của ba. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì ở trước đồ này em bán với giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.